Hola, hola, em chào tất cả anh chị em buổi trưa. Trưa hôm nay tiếp tục chiến đấu với anh em. Chơi khô máu luôn anh em ơi. Trưa hôm nay em lên cho anh em mấy cái con áo này này, con của đặc nhiệm mà hôm rồi anh em nào chốt trượt con kia thì có hai con nữa nha. Mình sẽ chốt. Không biết có vừa anh em không. Và em cũng không nhớ là bữa đó ai gọi chốt trượt nữa. Bữa đó được có con à. Con này là áo đặc nhiệm của lính Mỹ, hàng cấp phát nha. Size của nó là small, nó small chứ không phải như áo M65 hoặc là mấy áo khác đâu. Vì cái dòng này nó khác, đời 83 tem còn rất rõ ràng ấy. Cái dòng này đặc biệt nó là, nói chung là con này chất vải kaki mà mát nha. Dòng kaki sợi to vuông. Và nó cũng giống cái con vải Brooklyn M51 mà thò tay vào là cái này là chắc chắn là em phải nói, thò tay vào là sẽ bắt được, và nó túi giả, không phải là túi thiệt nha em. Đấy. Và ở đây là ở giữa eo này có một cái dây thắt như kiểu anh em bận áo măng tô hay là áo ba được si. Rồi, còn ở dưới lai của nó là có một cái đuôi tôm. Đuôi tôm nha. Áo còn rất là đẹp. Small là thông thường 6 đến 70 kg, nhưng mà con này thì từ từ ta coi này. Vai 465. Chiều dài của nó em đo từ cái đuôi tôm dài nhất nha. Còn ở dưới này này là có những cái dây này, không biết cái tác dụng của nó là rút cái này để làm cái gì, nó rút cái tà áo kiểu nữa. Mình về mình rút nha. Và báo cáo anh em cái sợi dây này của Mỹ á, thông thường là ở trong dây giày mới có này. Dây của giày bốp, giày của bạn, hoặc là dây của quần M65 mới có dây này nha. Dây này rất là quý giá đó. Là hai cái đuôi tôm có cái dây này. Và dây này có thể đưa vào một con áo M65. Một cái dây là 150 rồi nha. Hai dây lận á, hai dây hai bên lận á. Và bây giờ em sẽ bán con áo và anh em coi và chốt nha. Áo bao đẹp 96% luôn. Và cái bệt này nó rất là nhã nhặn, ít người có, phải không em? Lâu giờ anh em theo em 2 năm em bán chỉ máy may được một vài con thôi. Từ hồi giờ em bán may đếm trên ngón tay được vài con rồi. Hầu hết có những loại khác thì đầy. Cái mũ này là mũ liền nha anh em, mũ liền nha. Anh em có thể bận làm áo măng cô, áo phông dài. Và chiều dài ở dưới này anh em có về cái đuôi tôm này mình không thích, về mình cắt. Mình cắt cho nó ngắn nha, nó cỡ cỡ như thế này. Tùy anh em anh em làm theo phong cách của mình. Và cái bệt này em nói thiệt đẹp. Cái bông của nó rất là đẹp. Tay này nghe có vẻ hơi loe này. Anh em đổ thêm một cái dây chun vào đây cho nó bo lại tay này cho nó đẹp. Rồi, em đã nói hết lời. Chốt chùm em con này giá là 600 mã 28. Con này báo cáo anh em là 60 đến 70 kg vẫn ok. Đẹp không? Anh em chỉ cần hớt cho em con áo này ngắn vậy cũng được. Ngắn tâm này cũng được. Đã đẹp luôn. Không, đừng có chơi sát túi nha. Chừa cái túi lại cho nó điệu đà một chút. Anh em hớt ngang đây này. Xong bắt đầu anh em đưa cái dây ở dưới luồn vào cái ống này làm ống khoác bo. Làm áo bo như thế này này. Xong ở đây kêu thử may ráp một cái dây kéo. Kéo rẹt lên, trù làm áo khoác chạy đường phê luôn. Nói mà tới giờ mình nói chung là phê luôn. Anh em làm phong cách đó đôn con áo cho mình. Và ở trong này nếu mà anh em chơi áo măng tô dài thì có cái dây rút ở trên eo nữa nè. Trên eo có dây rút nữa nha. Em nói thì hay lắm mà làm thì dở lắm. Nói chung là cứ phăng vậy thôi. Con này cũng vậy, có hai con duy nhất nha anh em. Cái dòng này giờ mới lòi ra một cái dây kéo nằm trong cổ nữa nè. Trên con áo này dây nhiều lắm nha. Báo cáo là một dây đó là được, nói chung hai dây dưới thôi được 300.000. Còn trên cái mũ này,
trên cái mũ của nó nha. Trên cái mũ của nó là đây là nó rút trên xuống nha. Còn đây cái dây này là nó rút từ cái cổ này. Đó. Rút này, anh em nhìn thấy cái rút cổ này. Đó. Đó, nó rút nằm ngay cái này này, ngay cái phần này. Nó rút ôm chặt mình vào. Còn cái dây trên này nó rút rất là đỉnh luôn ha. Rồi, con thứ hai. Con thứ nhất là quăng này nha. Con thứ hai, con này là cũng Silat hay Simon. Con này là Silat, con kia nhỏ nhất và con này to nhất. Con này là 8 đến 90 kg, con kia là 6 đến 70 kg. Hai to quất con to này, chỉ có hai con nữa thôi, không có nhiều nữa đâu anh em ạ. Con này vai 53, chiều dài giống như con kia nhá. Anh em về đôn lại theo ý của anh em á. Con này cũng là phản để em review coi con này có bị lỗi gì không ạ. Không có thấy cái gì hết. Rồi, con này không, đây dính một chút dơ nhỏ xíu. Cái này không phải giặt là nó ra nhé. Chốt cho em con này 500.000. 500.000, con này to hơn, bán rẻ hơn 100.000. 500.000 mã 29. Con kia cái mũ cũng tác dụng như vậy luôn anh em. Chẳng qua là em không có đổi lên thì em nói như vậy thôi. Và con này to, anh em chốt chúng em 500 mã 29. 500.000 mã 29. Buồn ngủ quá anh em ơi. Bán hàng là khiếp luôn. Em bán đồ em khiếp đồ luôn. Giờ thấy ai cởi trần là thấy thích thôi. Ít đồ là thích thôi. Cái bộ con mờ số 5 sa mạc 7 màu nha. 7 màu nha. Sa mạc 7 màu dây keo đồng. Thân đồng cổ đồng. Con này là Silat Reeler 8 đến 90 kg. Cái dòng này là của công ty nó sản xuất. Con này rất là mềm mại em, nhưng mà nó bị cái gì đỏ đỏ đây này. Em nhìn thấy cái đỏ đỏ không à? Cái vải nó rất là mềm. Nó mềm mà nó mát lạnh luôn. Rất là mềm nha. Con này anh em mà bận vào mùa nắng là đã lắm này. Nhưng mà không hiểu sao nó bị dính cái dơ đỏ đỏ như thế này này. Không biết làm ăn như thế nào được luôn. Đây hai ba chấm dơ nữa này. Đây nữa nha em. Thực sự con này cái chất liệu nó đỉnh lắm. Cái đầu vào bằng dây keo đồng nhá. Đầu vào nha. Đầu ra đầu vào này. Có V tay này. Con này rất là mềm mại anh em ạ. Ở đằng sau này nó cũng bị dính này, dính dơ á. Cái dòng này không phải là hàng của cấp phát cho quân đội nha nhé. Dòng này gọi là công ty sản xuất chứ không phải là hàng cấp phát. Nó bị dơ này hai chấm, nhưng mà chất liệu con này rất là mềm mại, rất là dễ chịu. Dơ á, mềm lắm, dơ này. Ở trên này nó cũng dơ nha. Nút này là của Mỹ á. Nói chung là hàng này là của Mỹ, nhưng mà không phải là hàng cấp phát cho lính. Ở trong này còn có cái mộc. Con này là size gì ta? Silat 80 đến 90 kg. Con này ai mà ở mùa hè, ở vùng nào bận áo khoác đã luôn. Vai 57, dài áo là 79. Sa mạc 7 màu nha em. Sa mạc 7 màu. 80 đến 90 kg, cao 1m7 đến 1m74. Rất là mềm và mát, mát như mềm bông cho lay anh em bữa hôm đắp ạ. Nó mát rười rượi luôn. Rồi, vì nó dơ, con này là vì cái mấy cái vết dơ đỏ đỏ này em cũng không hiểu lý do làm sao ấy.
Nếu mà không có dơ thì con này rất là đỉnh. Rồi chốt cho em 500.000 mã 30. Ai vừa chốt nha, 8-90kg mới vừa đúng không ạ? Tiếp một con M65 rần ri, thân nhựa, cổ nhựa. Cái dây kéo mà giờ kéo nó còn đơ, dây kéo nó không có đi luôn á. Con này phải coi lại chứ, dây kéo là không có đi. Con này phải kiểm tra lại nha em. Em bán rồi em sẽ kiểm tra áo nha. Medium Railer, hàng cấp phát, 70-80kg và cao 1m7-1m74. Con này không có được mới lắm nữa. Vai là vai 54, dài áo là 80. Con này màu của nó nhìn nó, nhìn cái màu nó cũ quá, nhưng mà màu này màu mốc, màu mốc cho nên nhìn nó không mới. Này có nắp túi đàng hoàng nha, nó nằm ở trong thôi, không có lôi ra thôi. Bán anh em 400.000 mã 27 này. Còn có hai cái cặp tem vai nữa. 400 thì em bán con này giá là dây kéo như vậy, về anh em tự xử thôi. Chứ em mà mở em sửa nữa mất thời gian lắm. Bán 400 là cặp tem bên vai là được 100 rồi này. Đằng sau rất là đều nhé. Cặp tem vai là được 100 rồi này. Đó, cổ tay nha, nói chung là hàng này chỉ được tầm 90% thôi. Không có dơ. Có dơ. Dơ ở đây. Phát hiện ra một chút dơ ở đây. Ở đây nữa nha anh em. Dây kéo nhựa 70-80kg, cao 1m7-1m74, màu là màu lông chuột, à, màu này nói màu gì quên cha rồi. Cho nên là nhìn nó không có rực áo. Vừa mới anh em nhìn cái nắp này, cái màu của nó như vậy, cho nên là màu không phải là do nó cũ đâu, cái màu nó vậy nha. Em bán con này là 400.000 mã 27. Anh em về tự sửa dùm em nha. Cái đầu khóa này nó bị nhíp một chút thôi. Không phải, cái này có gì khó đâu. Khi mà mấy cái cúc, mấy cái nhựa này nó còng lên thì anh em kê cho nó bằng và đè một phát. Chả lẽ em giờ em đi đè, em mà làm nó luôn. Cái này phải kê vào lên một cái đòn gì, mình đè phát cho cái mắt nó tuột xuống, nó bẹp xuống, nó bằng là đi xuôi rồi. Nói chung là bao nhiêu em, con này không có bị gì hết á. Cái đầu nó chỉ lệch cái nhựa lên, lật lật cái nhựa thôi. 400.000 mã 27 à. Anh em hay sửa khóa thì anh em biết mấy con nó rất là dễ mà. Tiếp một con lá cây rừng. Lá cây rừng lúc sáng chưa đủ giờ lên tiếp. Áo pom bomber nha anh em. Ở trong là mùa đông á. Con này mùa đông anh em khoác nhẹ chỉ tầm được 18-17 độ thôi. Dài áo là 61. Vai lớp lăng ở trên này cổ bằng nhung. Khúc cây này 350 mã 20. Áo này bo thì nó xù lông thôi nhá, chứ không có rách lũng. Hàng đã qua sử dụng thì nó xù xòe như vậy thôi nha em ạ. Áo này chắc em bận vừa quá. Nhưng mà sau mùa đông mà bận vào nó lạnh ngắt là sao ta? Em bận không có vừa. 55kg là cái mông em nó chật. Mông nó bo. Nói chung là vừa. Cái tổn mông to. Rồi, vừa. 55kg là vừa anh em. Đây có hai cái túi này. 55kg là vừa, chiều cao bằng em là vừa. Chốt chùm em con này 350 mã 20. Áo ấm nhẹ thôi nha. Như ở vùng Đà Lạt, con này vừa. Là bận vừa khéo không? Tiếp một con lá cây rừng này. Áo ngụy trang nhé. Dây kéo nhựa. Con này cũng hơi lạnh nhẹ thôi. Lạnh nhẹ thôi, có hai lớp mỏng à. Nói chung tất cả là hàng có nơi sản xuất hết, nhưng mà quất theo giá thời trang mình khỏi đọc nha nhé.
vai là 465, dài 67, ở sau là y cái form áo philot này, nó có cái mang ở bên nha anh em. Con này tầm 90%, 400.000, mã 26, không có dơ, không có lụng rách nha anh em, không dơ, không lụng rách. Con này cũng có thể làm áo khoác nhẹ chạy đường được. Rồi con này là 70-75kg, 65-75kg. Ok, đẹp nha em. Hai túi đây và hai túi đây. Chốt giùm em 400.000, mã 26. 400.000, mã 26. Bật cái quạt cho nó thổi nghe vào mặt mình. Nó quay ở chỗ khác, bụi nó bay vào mặt luôn. Chờ em. Like mấy cái đồ này ăn no bụi luôn ấy. Có con này đẹp nè. Con này đẹp chưa? Chú cha, chú cha là mẹ ơi. Con này đẹp chưa? Anh em nhìn thấy đẹp không? Con này họa tiết hơi ngộ một chút, hơi lạ lạ một chút. Con này cũng hai lớp ấm ấm, ấm nhẹ thôi nha nhé. Con này bịt lạ lắm. Dài 70. Tem của nó này. Con này của Mỹ đàng hoàng chứ. Mới đưa một cái thôi. 400.000, mã 21. Con này đẹp quá. Con này đẹp quá anh em ơi. Con này 400.000, mã 21 nha. Con này tầm 15 độ hết đát nha anh em. Dưới 15 độ là teo buri luôn á. Túi hai bên này. Áo này 60-70kg, 55 em bận 55 vẫn được nha. 55 vậy vẫn được ha. Cái một con măng tô này. Cái dòng này mới gọi là măng tô nha em. Nó ngắn cần cỡ à, nó không phải ngắn đâu, nó dài như áo badoshi luôn á, nhưng mà nó màu đen. Con này có lót đi kèm. Cái này lót này anh em không sử dụng, anh em sẽ gỡ ra mùa hè, anh em gỡ ra bận áo ngoài nhé. Con này đen tuyền, áo hàng cấp phát đàng hoàng nha, hàng cấp phát đàng hoàng nha. Alo, alo ạ. Bốn hai lúc sáng hai à, thật đúng giờ đó. Có cái con có mấy tem đó, 50-76 á. 42 là like nào ta? 4 giờ trước đó, tôi đang có. Ừ, 42 42 là like ngày trưa hôm qua lận à. Có 4 giờ trước, 4 giờ trước cái áo mà con nói là gì này, không quân hay bị kích gì đó. Rồi rồi, anh chờ em chút đi, chờ em chút. Đang like, chút em tìm có, em báo anh nhé. 42. Tìm. Anh em chờ em chút nha nhé. Một chiếc. Con áo này có một cái tác dụng nữa là anh em mà mùa đông á, mình không thích mình gỡ cái ruột này ra này. Mình sử dụng được hai loại. Mình sử dụng cái ruột này không này, bận là một cái áo khoác khác nữa. Chúc em sẽ gỡ ra cho anh em coi. Áo nó dài như áo badoshi luôn anh em. Cái đời này là đời sau này thôi. Giá chỉ có 600.000, mã 33 này. Có cầu vai đàng hoàng nhé, đen lùi. Nói chung con này là đỉnh lắm rồi. Giá này có 600.000 là vai 47 nha anh em. Vài 47, dài áo là 102. Bây giờ mình bận hai con lên thì nó như thế này. Dòng này không có đai đôn, không có dây thắt lưng đâu ha. Có hai cái túi này đó, nhưng mà nó dài ở dưới mắt cá em lên đúng một ga, một dưới mắt cá đúng lên một ga. Và con này là 7
75 đến 85 ký xài bằng cúc nha anh em, xài bằng cúc này. Bây giờ em lột cái ruột ở trong em bẩn cho anh em coi nha. Anh em có thể sử dụng bằng cái ruột không vào mùa đông, nó đẹp và nó sang, choàng trên một con áo gì đó. Mình bẩn cái ruột của nó này, đẹp không? Bẩn choàng là một cái ốc khoác choàng, đẹp chưa? Túi này túi giả nha, giá của nó là bao nhiêu? 600.000 hai áo á, 600.000 nha anh em, đẹp không? Đây là lông lá không á, lông của nó không á. Chốt giùm em nha anh em, về mình bận được hai mùa, mùa đông mình cài cái ruột này vào và mùa hè mình chơi một cái vỏ kia, tức là mùa hè mình bận con này và mùa đông mình quàng cái này vào và sử dụng lúc thì cái này lúc cái này, rất là dễ. Tiếp một con M65 dây kéo đồng nha anh em. M65 dây kéo đồng mà nó viết tên lên thế này này. Con này là medium roller, 70 đến 80 kg. Tem trên tem dưới đầy đủ nha anh em. Cao 1m7 đến 1m74. Màu này nhìn nó không có ngọt ngào nhưng mà vải thì ngon lành nha anh em. Vai của nó là 54 medium. Dài 81 medium roller 7 tới 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Cái nắp màu của nó là màu thiệt của nó này, màu đậm và màu nhạt nha anh em, mới và cũ nha. Con này được tầm 85% nữa thôi. Ở đây nó dính một chút sơn này, dơ này. Và đầu khóa nha anh em, đầu khóa này, củ khóa là Secoview. Secoview nhá. Rồi, thân này nói chung là tạm ổn nha anh em, chỉ có bị dính sơn này. Một chút dơ hồi nãy đâu rồi. Nó dơ ở đây nữa nhá. Ở trên cái vai nó nói chung là quát xung quanh này nè. Còn trên cái ống tay này, chỗ này nó bị dơ, bị dơ nha anh em. Wow, bên này nó như con lợn luôn, như con lợn, ống tay như con lợn nha. Ra đằng sau này, sau này đều và đẹp, đều không? Đều lâm tóc luôn. Ở dưới này dính một chút sơn nữa. Và dưới lai này nó quát rồi nha. Dưới lai này khi mà nó bỏ cái dây vào á, nó rút cho nên nó ma sát cái dây này mất rồi. Nhưng mà nó quát á. Ống tay này, ống tay bên này nó cũng dơ từ đây đi lên. Qua chữ A này nghe nhé. Nói chung con này là cái màu của nó nhìn bạc, bạc màu á. Đây nó dơ này, cái cổ tay chữ V này nghe. Vải thì con dây dặn, chỉ có cái màu nhìn nó phật phật, cái màu nhìn như chết đuối. Nó dơ đây nữa này, miếng sơn này em, sơn nha. Ở dưới này nó cũng dơ này, cái màu nó không có mảnh con áo nữa, nhưng mà vải còn dày. Anh em nhìn cái tem này anh em biết nha, nó đang còn ngon lành lắm. Mà cái màu của con áo nhìn nó không có như em đã nói, không có như em đã nói giờ không biết dùng từ gì để nói nữa. 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Cái dây kéo em cao đúng rồi, cái đầu khóa ngon lành anh em. Em bán anh em cũng có 600.000 thôi, mã 32, 600.000 dây kéo, 500.000 con áo này, có 100.000 nữa được cái cặp tem, đủ tiền tặng con áo, mua dây kéo tặng con áo. Chốt cho em nha, nhớ cho em là 70 đến 80 ký. Tiếp một con áo này ngụy trang, áo thun nỉ ngụy trang có mũ chui nha anh em. Con này thông thường tuổi tin tin rất là hay bận này, bận là bận chạy đường. Vai của nó là 56, dài áo là 67, 96% nha em, 96%. Áo này chỉ được 60 đến 70 kg bẩn vừa. Họ biết đẹp không? 60 đến 70 kg bẩn vừa. Chốt cho mấy con này 250 mã 25.
quá đẹp luôn anh em, rất là đẹp luôn. Tiếp một con áo khoác, khoác nhẹ nha, áo này là chạy đường được anh em, có lớp cách nhiệt luôn này. Cái này là lớp lưới cách nhiệt để khỏi nóng. Trên này có mũ con này y hệt cái like lúc sáng em like, lúc trưa em like đó, có một con như vậy đó. Trên này có mũ nha. Bây giờ em đo chiều dài của con áo này, dài có 70 thôi, dài áo 70 thôi. 400.000 mã 23, 96% nhé, rất là đẹp. Mới kẹn luôn, con này mới kẹn luôn. Con này có tiền một cái là chạy đường anh em, quất cái mũ ra đổi luôn. Trên cái mũ có cách nhiệt anh em, 65 đến 75 ký. Bên này có cái túi này bịch đẹp, rất là mới. Chốt cho em chỉ có 400.000 mã 23, 400.000 mã 23. Tiếp một con mờ số 5 rần ri anh em, thân nhựa cổ nhựa. Trong này có mũ nha anh em, tem size của nó này, tem rất là rõ ràng luôn, medium reller, hàng cấp phát nha, 70 đến 80 ký. Chất vải là vải lì chứ không phải vải thử ngang, vải rất là lì nhưng không phải vải thử ngang. Màu giống gần màu bạc, gần như màu bạc nha. 70 đến 80 ký, cao 1m7 đến 1m74. Dây trên còn, dây dưới mất. 500.000 mã 31. Con này còn khá là đẹp mà bán 500.000 này. Cái dòng mà từ năm 2000 á là nó không có vê tay này nha anh em. Áo này sau năm 2000 từ năm 2000 trở về đây ha. Áo này màu đẹp. Phải nói con này cái màu đẹp, màu gần như màu bạc luôn, không phải bạc đâu nhưng mà gần như màu bạc. Vai 54, dài áo 78, vai 54 dài 78. Con này bẩn lên nó nổi nha, đồ mới con này không có cao nữa đâu, tầm 90% thôi, nhưng mà màu nó đẹp không, bệt nó nổi bần bật luôn. Rồi ai cao 1m7 đến 1m74 chốt con này dùm em, 70 đến 80 ký, giá chỉ có 500.000 mã 31, giá rẻ bèo nha nhé. Hai con này nữa là hết này. Một con áo khoác ngụy trang, con này cũng có bỏ mũ vào nhưng mà con này trong này không có lớp cách nhiệt nha. Áo này áo bẩn, áo khoác nhẹ cũng được nhưng mà nó không có lớp cách nhiệt. Áo khoác nhẹ nha, dài áo là 72, ngụy trang nha. 400.000 mã 22. Chất liệu ở ngoài này như giấy, nó nhẹ lắm anh em ạ. Nó nhẹ chắc là nó không nóng cho nên nó không có cần cách nhiệt nữa rồi. Không cần nữa. Tem tủng của nó đầy, em không có coi tem nhé. Nhưng mà nói đúng ra là của ngụy trang của lính thôi. Ở cái cổ tay con này vip hơn là có miếng dán này, nó ôm cổ tay rất là ôm. Con này là 70 đến 80 ký, màu này rất là đầm tính, ai tuổi nào cũng bận được hết anh em ạ. Tuổi mình bao nhiêu cũng bận được hết, màu dễ thương nữa chứ. Rồi chốt giùm em 400.000 mã 22. Nó mát lắm, cái chất liệu của nó sao mà nó mát. Ở trong này thì cái chất gió này, anh em bận làm áo khoác chạy đường được anh em ạ. Một con cuối cùng nữa nha anh em, một con cuối cùng nữa. Con này là áo chui, áo chui giống áo sơ mi á, giống áo thun á, áo con bắp. Cái chất liệu này thì em không có biết được nha, nó chất khuôn caro, cái vải thì khuôn caro. Mấy cái này là của lính là hoàng chứ. Nói chung là cứ bán theo kiểu thời trang nhé. Áo chui, áo này là dành cho nam mà tuổi đang còn đang sung sức một chút.
Dài áo là 78. Con này khỏi đo bề ngang đi, áo còn rất là mới. Dài áo 78 là anh em cao trên 1,7 rồi ấy. Áo này nhìn nó cũng trẻ trung anh em. Nó phối này. Nhìn nó phối màu áo chui như vậy này. Không, mình chui như vậy, kéo như kéo cổ lên. Áo này á thì ở dưới này có hai dây kéo nữa, hai cái túi ở đây nữa. Nếu như mà em á, nếu mà là em á, em mà bận con này em còn làm một phong cách khác nữa, không phải như vậy nữa đâu, một kiểu khác nữa. Tức là ở dưới này em cho một cái dây, ở đây là có một cái đường đường gấp to nhá, đường gấp to này, cho vào đây một cái dây cho nó rút lại, nó bục cái áo nó bung 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 bung. Áo mà búng như kiểu áo khoác đó. Anh nào mà hơi dài quá lên like dùm em một khúc đi. Like này chỉ được lên có 3 phân thôi, không có lên được nhiều. Và con này là 80kg trở lên mới vừa. Vì áo này cũng khó là chui, khó chui 90kg được luôn, 90kg được luôn. Nó khó chui nhưng mà dây kéo của nó lại xuống tới đây là dễ chui. Thông thường dây kéo nó chỉ nằm tới đây là nó chui tới đây nó cất vào. Nó bằng vải cho nên nó không phải như thun nó co giãn đâu. Cho nên là mình chui nó cũng cấp. Mà con này là 90kg, không phải 80 mà 90kg, 85 đến 95kg. Không biết 95 có chui nổi không, vì con này rất là dễ chui á. Rồi chốt cho em 300.000 mã 24. Hết rồi anh em ạ. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Cứ chịu khó có cái nào mình vớt vát cái đó anh em ạ. Hàng thì có hàng này hàng kia, cho nên là nhờ vậy anh em mới được mua lô. Những cái lô này rẻ, đài rẻ cho bình thường. Mấy con này đâu có rẻ đâu, phải không ạ? Cái con này mới và đẹp luôn. Mới lắm. Đẹp luôn chứ. Quá trời quá đất. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Em bye và hẹn gặp lại anh chị em tối nay 7 giờ ta gặp nhau tiếp nha anh em. Và ngày mai là ngày chủ nhật này. Em chắc phải nghỉ vì ngày chủ nhật là ngày tuần này em có việc. Có vài cái tiệc tùng bà con hàng xóm cho nên là mình không đi không được, phải nghỉ. Nếu mà em có nghỉ đột xuất không có thông báo thì anh em thông cảm nhé. Còn nếu mà lên được thì ta cứ vẫn lên. Còn không được thấy im re là coi rồi ạ. Rồi em bye ạ.